là con trai ấy là không được khóc. Con trai khóc là hèn, con trai khóc là yếu đuối. Con trai khóc á, có mà là đồ đàn bà. Và rất nhiều bé trai được dạy không được khóc. Từ rất bé là chúng ta đã bị đóng cái cảm xúc của mình rồi. Cô ví dụ như này nhé, cô đánh ví dụ như này này. Là con trai ấy là không được khóc. Con trai khóc là hèn, con trai khóc là yếu đuối. Con trai khóc á, có mà là đồ đàn bà. Và rất nhiều bé trai được dạy không được khóc. Con nào chả là con người. Tuyến lệ của đàn ông và đàn bà độ dài bằng nhau, các anh chị, dài như nhau và to bằng nhau. Nên là khóc chẳng có gì xấu cả. Khóc chỉ là một cơ chế chữa lành thôi. Khóc chỉ là một cơ chế chữa lành thôi, chứ làm sao mà là xấu, làm sao mà là yếu đuối, làm sao mà là hèn. Không khóc được mới khổ, không khóc được mới khổ nhá. Phải nuốt nước mắt vào bên trong mới khổ. Và nó ứ đọng ở bên trong đây này, cái cảm xúc nó bị dồn nén ở bên trong đây này. Nên tại sao lại dạy con là đàn ông là không được khóc, đàn ông khóc là yếu đuối, đàn ông khóc là hèn kém, vớ vẩn các anh chị. Nhưng hầu hết chúng ta bị dạy như vậy. Và vì thế, tại sao chúng ta có những người chồng khô khan? Tại sao chúng ta có những người chồng cục cằn, mình gọi là cục cằn? Tâm của các anh thì rất tốt, nhưng mà các anh không dám thể hiện cảm xúc của mình. Các anh phải nén nó vào bên trong. Rồi đến lúc đau buồn quá thì đi uống rượu, uống bia, cờ bạc gì đấy, kiểu kiểu như vậy, để mà quên đi những cái cảm xúc đấy. Bởi vì mình nén nó vào bên trong mà. Khóc là một cơ chế chữa lành, có cái gì đâu mà là xấu, có cái gì đâu là yếu là hèn. Con nào khóc chả được, con nào khóc chả được. Đàn ông đàn bà tuyến lệ bằng nhau hết. Thế còn phụ nữ chúng ta thì được dạy thế nào? Con gái là không được cười to. Ôi dồi ôi, cười to nó mới sướng chứ. Có những lúc phải cho mình cười to chứ, đúng không ạ? Các anh chị, ôi có những lúc phải cười lặc, cười lè, cười rung rốn, cười sung sướng, cười con có cả yoga cười đấy còn gì nữa. Phải cười sung sướng, cười to nó mới sướng chứ. Cười lại còn cũng không được cười to, lại còn phải nụ cười công nghiệp nữa. Nụ cười công nghiệp là khổ nhất luôn ý. Nhưng mà mình được dạy từ bé là gì? Con gái là không được nói to, không được cười to. Thế là mình cũng không dám thể hiện mình. Rồi ấy, đừng có trèo cây. Mày quỷ cái à mà mày trèo cây. Tôi ngày xưa tôi toàn đu đỉnh ngọn ổi, đỉnh ngọn tre luôn các anh chị. Và tôi toàn bị gọi là đồ quạ mổ, với lại đồ quỷ cái. Bà tôi chuyên như thế luôn. Bà tôi toàn gọi tôi là cái đồ quỷ cái kia, cái đồ quạ mổ kia. Con gái mà mày trèo đỉnh ngọn tre tít mít thế kìa. Kiểu kiểu như thế luôn. Thế mà hóa ra mình thấy là cái mình gọi là cái sự mạnh mẽ bên trong mình bây giờ nó có tác dụng này. Các anh chị, đấy, nhiều người bị như thế lắm chứ. Tôi toàn cởi trần mặc quần đùi tắm mưa, cởi trần mặc quần đùi các anh chị, rồi kéo cái ngọn tre đi phi ngựa ấy, giả vào cái ngọn tre là ngựa ấy, phi ngựa, bắt đầu kéo ngọn tre chạy khắp làng, chạy khắp làng, hai chân đen sì, đầy ghét luôn. Cứ thế là về lên giường đi ngủ, và bà lấy cái quạt nan quật lia lịa vào chân. Đồ quỷ cái đi khắp làng, bây giờ về không rửa chân rửa mặt gì cả, lên giường đi ngủ cứ kéo cái ngọn tre, hôm thì không có ngọn tre thì kéo tàu lá chuối, cởi trần luôn các anh chị, cởi trần khắp làng luôn. Tôi vẫn nhớ là cái quần đùi hoa mấy cái quần đùi xoa ấy, quần đùi xoa bằng xoa, vải xoa ngày xưa ấy các anh chị. Đấy, là như thế. Mình toàn bị dạy là phải dịu hiền, mà mình không có dịu hiền theo như cái tính của mình, theo như cái tiêu chí của mọi người, thì là mình bị gọi là quỷ cái có gì đâu. Nên là mình đâu có được là chính mình, mình không được thể hiện cảm xúc của mình. Tất cả các anh chị nghe kỹ đây ạ, không có cảm xúc nào là xấu là tốt hết. Chúng ta có cảm xúc tích cực, cảm xúc tiêu cực, nhưng nó không phải là xấu, không phải là tốt. Nó chỉ là cảm giác thôi.
Và vì vậy, kể cả cảm xúc tức giận nó vẫn có giá trị riêng của nó. Cảm xúc buồn nó vẫn có giá trị riêng của nó. Tất cả mọi cảm xúc đều có giá trị riêng hết. Nên nếu như con mình tức giận ấy, thì đừng có bắt nó hết tức. Tức cái gì mà tức? Im đi, đừng khóc nữa. Mà mình phải hỏi, chắc là có điều gì xảy ra mà con lại tức? Và rồi nó kể cái thằng bạn con nó cướp người yêu của con, ví dụ như thế, lớp 2 thôi. Thế và rồi mình mới nói là lớp 2 thôi nhá, các anh chị nhá, lớp 2 hay lớp 3 gì đấy. Về tức, con tức, con không thèm chơi với nó nữa. Thế một người mẹ thông thái học cô Lanh mới bảo này chứ, thế có điều gì xảy ra ở lớp mà con tức con lại không chơi với bạn? Ngày xưa nó thích con, bây giờ con không xinh mấy nữa, nó thích bạn khác rồi, nên con tức, con ghét nó. Thế thì người mẹ rất thông thái mới hỏi con là, thế chắc lúc đấy là con tức lắm đúng không? Đúng rồi, con tức lắm. Thế nên là nó chỉ là một cảm giác thôi. Và có gì xấu khi mà tức giận đâu, bị kẹt mà. Thế thì mình mới giúp được con chứ. Nên hãy cho con thể hiện mình, thể hiện cảm xúc của con, thể hiện sự lựa chọn của con, thể hiện quyết định của con, các anh chị. Và vì vậy phải trao quyền cho con nhé, cho con thể hiện mình. Nên chúng ta làm gì được thể hiện mình? Nên bây giờ anh chị em mình hầu hết mắc kẹt hết trong việc thể hiện mình. Chúng ta thể hiện mình kém cực luôn. Mình toàn thể hiện theo cái của người khác thôi. Mình toàn cố gắng sống vừa lòng người khác thôi. Mình làm gì sống vì mình đâu. Hàng xóm nói mình cái gì đấy, đồng đội nói mình cái gì đấy, bạn bè nói mình cái gì đấy, ai đó nói mình cái gì đấy, về mình quên ăn quên ngủ luôn, mất ăn mất ngủ luôn. Sao lại nói mình thế này nhở? Sao lại nói mình thế kia nhở? Kiểu như vậy, mất ăn mất ngủ luôn ấy. Là bởi vì mình sống bằng ánh nhìn của người khác mà. Mình đâu có là chính mình đâu. Bởi vì mình cũng không được thể hiện mình từ bé. Có những cái quyền của một đứa trẻ, quyền nói, quyền hỏi ấy. Nhưng mà mình cũng không được có quyền nói luôn. Mình cũng không có quyền hỏi luôn. Mình cũng chẳng thể hiện mình được. Nên là chúng ta cũng bị mắc kẹt hết. Mắc kẹt đấy, các anh chị. Nên cái con người tuyệt vời của mình nó vẫn bị kìm nén ở bên trong mình đây này. Kìm nén ở bên trong mình. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào nút hình quả chuông chọn tất cả để giúp cô Lanh đạt được nút vàng YouTube nhé.